Hôm nay chúng ta học về Kinh Trung Bộ số 92. Bắt đầu từ cái sự kiện một cái ông đạo sĩ tại gia, cảm ơn, một ông đạo sĩ tại gia thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà cúng dường. Và hôm đó, cái hôm mà ông đang sửa soạn để thỉnh Phật và Chư Tăng về cúng dường ấy, thì có một cái người quen biết của ông đi đến viếng nhà và thấy bài biện đủ thứ. Mới hỏi ra thì biết được là ngày mai này cái ông đạo sĩ tại gia này nè sẽ thỉnh Phật và Chư Tăng về nhà cúng dường. Tôi nói một lần thôi, không có nhắc lại nữa, cho nên bà con ổn định chỗ ngồi, tôi không nhắc lại nữa. Tại sao gọi là đạo sĩ tại gia? Là bởi vì ở trong bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu, các vị thấy để chữ bệnh tóc có đúng không? Bệnh tóc. Chữ bệnh tóc này từ tiếng Pali là Chatila. Chatila là một cái hình thức tu sĩ ở bên Ấn Độ thời đó. Họ để tóc dài như là câu đài hòa hảo, rồi họ mới quấn lại thành ra một cục trên đây, gọi là Chatila. Mà tại sao ông này gọi là đạo sĩ bệnh tóc? Bởi vì ở trong chú giải đó nói rằng ông này đó, ông được gọi là Tapasát. Tapasát là đạo sĩ, mà ông vốn xuất thân đại gia, có nghĩa là ông rất là giàu. Cho nên là ông có, tuy là có cái lòng tu hành, nhưng mà ông chỉ có tu được cái 50% thôi. Không biết các vị có nghe cái bài giảng gần đây của tôi hay không? Đó là tôi nói rằng là có rất là nhiều kiểu tu hành. Có những người tu hành á, cuộc đời của mình nó là một hành trình, là một chuyến bay. Mà có những chuyến bay chúng ta đi bằng vé khứ hồi, và có những chuyến bay chúng ta đi bằng vé một chiều. Có nghe kịp không? Cho tôi được nói thiệt một chuyện, bà con đừng có giận, nếu có giận thì tôi cũng chịu luôn. Có rất nhiều người ngồi trước mặt tôi mang tiếng là cầu đạo giải thoát, nhưng mà toàn đi vé khứ hồi không. Khứ hồi là sao? Miệng thì nói là lìa bỏ năm dục, nhưng mà lìa bỏ một phần, còn một phần để dành đó để hưởng. Tôi nói quịch tẹt luôn, là tôi biết rất nhiều tu nữ Việt Nam xuất thân rất giàu có, lên chùa Bửu Long, lên chùa Bửu Quang, cất một cái cốc to đùng và đầy tiện nghi, ăn ngày một buổi, nhưng buổi chiều thì uống sinh tố với xăm, một lạng thì khoảng $100. Thì cái người này được gọi là lìa bỏ các dục, nhưng mà bằng cái vé khứ hồi, có đi mà có về. Thì ông nội này, ông Kenya này cũng vậy, cũng giàu ghê lắm. Ban ngày thì ông thắt bính, mặc áo tu, ban đêm thì vợ con đề huề một lũ. Cho nên là ông mới có tiền, ông thỉnh Đức Phật Chư Tăng về nhà để cúng dường. Thì có một cái người bạn thân của ông tên là Bà La Môn Xê La, ông này rất là nổi tiếng. Hôm đó ông dẫn theo 300 đệ tử đi dạo xóm làng, sẵn tiện đường ghé ngang gan thăm cái ông đạo sĩ mình, đạo sĩ tại gia này nè. Thì khi mà ông ghé ông thăm, ông thấy nhà cửa bài biện, ông mới hỏi là bộ sắp cưới dâu hay sao. Thì ông kêu nói không, ngày mai tôi thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà cúng dường. Các vị có biết không, khi tôi đọc chú giải đó, đọc chánh tạng thì không có xuất sắc, đọc chú giải, đọc chú này tôi nổi da gà đó. Ông nghe đến chỗ này ông mới nói thế này, ông nói lần lần nữa đi, ngày mai ông thỉnh ai trai tăng, cái nó thỉnh Đức Phật. Ông nghe tới cái chữ Phật, ông hỏi bây giờ ngài đang ở đâu. Chứ phải như mình nói mình đi chùa vậy, chứ thực ra đó tôi nói hoài, tùy vào cái túc duyên quá khứ mà chúng ta có được gặp chánh pháp hay không. Và tùy vào cái túc duyên quá khứ mà khi gặp chánh pháp rồi, chúng ta quan tâm tới cái gì trong chánh pháp. Có người khoái bố thí, có người khoái làm chủ lễ dân y, trương cái tên to đùng là trước công tần công nữ Nguyễn Thị Lộ Liễu gì đó, nhưng mà lòng vẫn có tu hành gì hết, mà chỉ khoái bố thí cầu danh thì thôi. Chưa kể có mà bên Mỹ con số người vô chùa thì cũng bố thí cúng dường, thì gặp ai cũng đưa cho cái thẻ mà business card đó,
để mà giới thiệu tiệm nail của mình. Cho nên những người như vậy là những người tu hành bằng cái lẽ khứ hồi. Ông này cũng vậy, nhưng mà riêng cái ông bạn của ông đó, vừa nghe nó đến chữ Phật thôi, ông đã nghĩ bao nhiêu chuyện. Thế là ông cùng với 500 đệ tử đi đến, cùng với 300 đệ tử đến gặp Đức Phật. Và ông hỏi Đức Phật mấy điều thôi. Chuyện đầu tiên đó là ông muốn nhìn thấy 32 tướng tốt của Phật. Và sau đó ông hỏi Thế Tôn có mấy điều. Chẳng hạn như ông hỏi là người như Ngài thì con phải hiểu như thế nào. Thì Ngài nói rằng cái cần thấy ta đã thấy, cái cần tu ta đã tu, mà cái cần bỏ ta đã bỏ rồi. Đó là lý do ta đừng được trở thành vị Phật. Cái câu trả lời này nó hay, không thể hay hơn được. Toàn bộ đời tu của chúng ta, toàn bộ kinh điển của Phật Pháp, hai mươi mấy thế kỷ lịch sử của Đạo Phật, hoàn toàn có thể thu gọn trong cái câu trả lời của Đức Phật. Cái cần thấy ta đã thấy, cái cần tu ta đã tu, và cái cần bỏ ta đã bỏ. Thế nào là cái cần thấy? Mọi thứ ở đời này, từ mặt trăng, mặt trời, biển cả, sông ngòi, đại dương, kinh rạch, con người, tính con ông, cái kiến, hoa lá cầm, mọi thứ lập 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 la, tất cả đều là khổ. Chính vì mọi thứ đều là khổ nên tất cả những gì mà chúng ta thích đều là thích trong khổ. Thí dụ như chiều nay quý vị nói với tôi rằng chiều nay quý vị đi hát karaoke, chiều nay quý vị đi đánh bài, chiều nay quý vị đi shopping, chiều nay quý vị đi chùa, tất cả những cái chuyện mà quý vị thích đều nằm trong cái khổ hết. Mà tu tứ niệm xứ là gì? Tu tứ niệm xứ để thấy liên tục và thường trực rằng là mọi thứ luôn vô thường và khổ, gián tiếp hay trực tiếp mà thôi. Cái gì mà đắng thì nó là khổ trực tiếp, cái gì ngọt nó là khổ gián tiếp. Là vì sao? Vì sao khổ? Ngọt là khổ vì thấy cái ngọt, đi tìm nó mà không được cũng là khổ, có được nó rồi không giữ được cũng là khổ. Các bạn nghe kịp không? Năm nay tôi 50 tuổi, tôi nhìn đám ma tôi buồn kiểu khác, nhìn đám cưới tôi buồn kiểu khác. Tôi nhìn đám ma tôi buồn là vì tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng như vậy, tôi sẽ lìa bỏ cuộc đời này vào mỗi ngày thật là buồn như vậy. Và nhìn đám cưới tôi lại buồn chuyện khác, tại sao đời nó khổ, có đứa nó ngu nó cứ chung vào nó cưới làm cái gì, nó cưới rồi may mắn mà nó không có bị vô sinh, thế nào nó cũng ra một hai đứa. Mà cứ trong toán học 1+1=2, trong hôn nhân 1+1=5 bằng 10, mà cứ có một người chào đời là mai này lại có thêm một cái quan tài, mai này cuộc đời lại có thêm một đám tang, khiếp như vậy đó. Thì đó là cái cần thấy, Phật đã thấy. Cần lìa bỏ thì Phật đã lìa bỏ. Cái cần lìa bỏ là cái gì? Phật không có tiếp tục thích nữa. Mà có một chuyện này tôi mong bà con nhớ dùm cho tới chết, đá nát vàng ai xuống chốn cũ viện cũng phải nhớ. Đó là hễ bà con còn có cái thích thì tôi đoán chắc 1000% bà con còn có cái để ghét. Ai mà mê khen thì bị chê chết le lưỡi. Kẻ nào mê sướng thì khi khổ chịu không nổi. Thích được khen thì tôi bảo đảm rằng khi mà bị chê là chịu không nổi. Cho nên Đức Phật Ngài đã lìa bỏ, không còn thích cái gì và cũng không có bất mãn cái gì. Lần đó Ngài Nam Đà ngồi trong rừng. Ngồi trong rừng thì có ai đâu vui. Ngồi như này, có cái ông Bà La Môn đi ngang, cũng hỏi về chứ ông sư ngồi một mình thấy buồn quá ha. Cái ngày nói ta mất cái gì mà ta buồn. Em hỏi vậy là vui à? Cái ngày nói ta được cái gì mà ta vui. Câu nói rất là thông minh. Đó là một kinh nghiệm trong những câu nói minh triết nhất của nhân loại. Thế giới này nó không phải là chỗ để chúng ta được hay mất, mà nó là cái chỗ để chúng ta tiếp tục sống trong sự tẻ nhạt. Thế giới không đắng, thế giới không ngọt, mà nó chỉ nhạt. Tại sao nó nhạt? Là vì nó vô nghĩa và nó không dẫn về đâu hết. Cho nên thấy được như vậy và lìa bỏ cái niềm đam mê và bất mãn trong đó. Khi mà thấy được và lìa, thấy được cái cần thấy, lìa bỏ được cái cần lìa bỏ, thì Ngài cũng phải tu tập cái cần tu tập, đó chính là Bát Chánh Đạo. Cho nên ở đây trong một câu nói rất là ngắn thì Ngài đã kính đó nói đủ 4 đế, mặc dù Ngài chỉ nói có 3: thấy được cái cần thấy, bỏ được cái cần bỏ, tu được cái cần tu. Khi người nào có được 3 cái này thì tự nhiên người đó cũng chứng được cái cần chứng. Mà Ngài đối với huệ căn của ông trước mặt Ngài xét không cần thiết phải nói tới cái thứ tư nha. Thì sau khi mình nghe xong cái bài giảng này, ông phát cái bồ đề tâm, quỳ xuống xin Đức Phật xuất gia theo Ngài.
Trong chú giải nói rằng trong kinh tạng, nó nói đó là lý do tại sao bà con phải đến nghe tôi. Và tại sao người ta phải nghe kinh tạng là vì tôi đọc chú giải giùm nha. Trong chú giải nói rằng cách đây 100.000 đại kiếp. Các bạn biết đại kiếp là gì không? Một kiếp trái đất đó. Theo khoa học thì trái đất này nó đã 4 tỷ rưỡi tuổi rồi. Mà theo trong kinh nó còn lâu hơn như vậy. Vì cách đây mới mấy hôm thôi thì các nhà khoa học Âu Mỹ cho chúng ta biết rằng có những cái lục địa nó đã một thời nó là cựu lục địa và bây giờ nó đã chìm xuống đáy biển ở Ấn Độ Dương. Và ở các cái đáy đại dương người ta phát hiện ra những cái tân lục địa nó sắp trồi lên để thay thế cho những cái cũ. Nói như vậy thì trái đất mà chúng ta đang sống ở đây đúng là 1/3 trái đất là đất, 1/3/4 là nước. Nhưng mà nó bể dâu ở một chỗ là nó trồi sụp, nó chìm nổi, thương hải hóa vi tan điền, biển xanh biến thành ruộng dâu. Rất là nhiều lần như vậy nó làm nên cái gọi là đại kiếp hay là tuổi thọ của trái đất. Rất là lâu. Mà cách đây 100.000 đại kiếp như vậy thì có một vị chánh đẳng giác tên là Manumuttara, tức là Manuma tức là sen. Manumuttara có nghĩa là thơm mà đẹp hơn sen. Ngày ra đời lúc đó có một ông cư sĩ, ông cũng có 300 đệ tử thân thiết vào chùa nghe pháp cúng dường trai tăng và gieo cái duyên giác ngộ. Lúc đó họ không đủ sức chứng, nhưng mà đúng 100.000 đại kiếp sau thì họ gặp lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chiều nay đến thì gặp ngài, nghe ngài trả lời như nãy giờ tôi nói vậy đó, họ mới được xuất gia. Nhưng có điểm quan trọng thế này, trong chú giải có nói chỉ này quan trọng. Vì 300 người này cộng với ông sư phụ là 301 từng tạo cái duyên cúng dường dân y. Có nghe hiểu không? Từng tạo cái duyên cúng dường dân y có nghĩa là sao? Tức là họ từng trong quá khứ họ từng gặp chư tăng chư Phật và họ ở ngoài cái việc mà cúng dường cơm nước thì họ đã từng có cái chuyện mà cúng dường cái này này. Cho nên khi gặp Phật chánh đẳng giác ra đời, ngài chỉ đưa tay ra ngài nói thôi, ngài nói ê hi phích khu, nếu một người ê thẳng phích khu vô, nếu hai người trở lên. Thì khi Đức Thế Tôn ngài đưa tay như vậy đó thì cái người trước mặt tự nhiên râu tóc biến mất và y áo nghiêm chỉnh như là giải nó là quá so với các phích khu quý giác. Tức là giống như một vị tỳ kheo đã tu trong hạ, y áo chỉnh tề, trai nghiêm, không có xúc sổ. Thì 300 năm nay nè, đi xuất gia, cộng với sư phụ nữa là 301. Trong đây các vị có thấy một cái chỗ mà nó hơi kỳ kỳ. Là cái ông chủ tới dân y, tới cái ông mà ông đạo sĩ và đạo sĩ tại gia đó. Khi mà ông đến thỉnh Đức Phật là ngày mai xin Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo đến nhà con họ trai. Các vị có thấy Đức Thế Tôn từ chối hai lần có đúng không? Có thì chẳng không có thì thôi, không thấy thì nói không thấy, không hiểu thì nói không hiểu, không có cái gì mà cứ gật xong làm con kỳ nhông. Thì ông thỉnh ngài mà người từ chối hai lần. Đây kể tôi kể về cho quý vị dễ nhớ. Cái cô áo hồng này nè cũng thỉnh Đức Phật, thì cái cô áo đà này nè cổ mới đến nhà cô áo hồng. Tôi thấy bài biện, tôi hỏi là tại sao nhà mà bài biện sắp rước dâu hả? Thì bà áo hồng nói không, ngày mai tôi tỉnh Phật, hiểu không? Thì cái cô kia cũng nghe như vậy cũng không đủ sức chịu đựng đến ngày mai. Ngay ngày hôm nay cô đã phân phân tới rừng của gặp ngài rồi và cũng xuất gia liền trong chiều nay. Thì trở lại cô này, khi cô này sáng nay đến tỉnh Phật thì Phật từ chối và nói thế này: ông là đệ tử của Bà La Môn, đặc biệt cho Đức Tôn không bao giờ mà môi cái tín ngưỡng riêng người ta ra ngài nói, nhưng bữa nay ngài lại môi ra. Nói ông á là đệ tử của Bà La Môn, mà ngày mai tại đây ngoài Như Lai ra tăng chúng rất đông. Tại sao người biết rất đông? Vì người biết chiều nay cái bà này bà sẽ đến cùng với 300 đệ tử và họ sẽ xuất gia. Như vậy thì trước mặt Đức Thế Tôn là có 1.250 cộng với 300 của bà này là bao nhiêu? 1.500, đúng không? Về 1.550. Mà vì giống như nó gần như thiên cơ bất khả lậu, chuyện chưa xảy ra ngài cũng đã nói, ngài không có nói là ngày mai sẽ có thêm con số, mà ngài chỉ nói ông là đệ tử của Bà La Môn mà chúng tăng ở đây rất đông. Lần thứ nhất ngài nói như vậy, ông đáp Bậc Thế Tôn: dầu con là đệ tử của Bà La Môn và dầu chúng đệ tử chúng tỳ kheo có đông thì con vẫn xin cúng dường. Lần thứ hai Đức Phật vẫn nhắc lại: ngày mai chưa tăng đông lắm nha. Ông nói dạ con không biết, ông cỡ nào con cũng thỉnh. Còn mình thì khác, mình lỡ mình thỉnh 10 vị ngày mai quốc tới 15 cái mặt thí chủ nó giống như cái bánh bao mà nó nhúng nước vậy đó. Đúng như vậy. Thì lúc ông đến thỉnh là chỉ có 1.250 vị, nhưng mà chỉ có 3 second sau thì có thêm 300 vị nữa.
Thì hôm sau Đức Thế Tôn ngài đi đến chỗ Thế Tăng cùng với 1.550 vị tỳ kheo. Thì nói là Đức Phật ngài muốn bảo đảm niềm tin cho ông vui, cho ông nhìn thấy cái ông bạn của mình tiến tâm lừng lẫy mà hôm nay là anh đi xuất gia là ông rất là vui, vui lắm. Thì sau cái buổi thuyết pháp, sau buổi tra tăng, Đức Thế Tôn thuyết giảng đại khái cho ông nghe rồi thì Đức Thế Tôn ra về. Nói về cái ông mà có 300 đệ tử đó, sau khi xuất gia đúng 7 ngày thì ông chứng quả A-la-hán cùng với 300 người đệ tử của mình. Xong, tôi nói xong nội dung bài kinh. Nội dung đó được gọi là nội dung mặt nổi, có nghe kịp không? Nội dung mặt nổi là nội dung mà ai cũng đọc được. Bây giờ tới mình là nội dung bên dưới của Đảng Băng Sơn nè. Bài kinh này nói cái gì? Chỉ thứ nhất, do nhiều biến cố chính trị của đất nước, từ năm 1954 và sau đó là năm 1975, có rất nhiều người Việt bỏ quê ra đi làm viễn khách xa xứ và không mong ngày trở lại cố hương. Năm 1954 rồi năm 75, tôi tuyệt đối không nói vấn đề chính trị đây, tôi đang nói đến vấn đề văn hóa, văn nghệ. Trong số tứ kiệt họa gia như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Ngọc Trí của Việt Nam, chúng ta có ông, nếu tôi nhớ không lầm ông Nguyễn Gia Trí, ông Tô Ngọc Vân, nếu tôi nhớ không lầm là ông Tô Ngọc Vân, ông từ miền Bắc di cư vào Nam, ông có vẽ, ông có đem ra một bức tranh vẽ chùa Một Cột, tháp Thiên Mụ và chợ Bến Thành. Ông để bên dưới bức tranh đó một câu như thế này: chúng ta đi mang theo quê hương. Nghe kịp không? Các vị có thấy lạc đề không? Tôi đang giảng nội dung bài kinh này mà tôi bắt đầu bằng cái chuyện mình trao quả sĩ đi ghê. Tức là đã rời miền Bắc, đã đem thành một bức tranh vẽ chùa Một Cột, tháp Thiên Mụ và chợ Bến Thành, và bên dưới cái thái độ của nó là chúng ta đi mang theo quê hương. Và đúng như vậy, sau 85, rất nhiều người Việt xa xứ đã mang trong tim mình bóng dáng của miền Tây, miền Trung, miền Bắc để xuống tàu đi Vượt Biên. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Trong cái tâm tình viễn xứ của những người Việt tha hương, mỗi người có một kiểu thương nhớ quê khác nhau. Có người xa quê mà mang theo một nắm rau đắng sau hè. Có một người mang theo trong tim cái điệu dạ cổ Hoài Lang của Sáu Lầu. Có người mang theo trong tim mấy nhì mấy đẩy của miền Trung. Và có người mang theo quan họ Bắc Ninh của miền Bắc. Có người mang theo mắm tôm, có người mang theo mắm ruốc, có người mang theo khô sạch, mang theo trong tim mình. Thì với chừng đó hành trang cộng với tích tinh tôn giáo, qua bên xứ người, ai là chúa tiếp tục theo chúa, ai là chùa tiếp tục về chùa. Có nghĩa là xa xứ bao xa thì hành trang của mỗi người vẫn liên tục không rời chúng ta trong dòng sanh tử, y chang như vậy. Cũng Phật đó, cũng Tăng đó, nhưng mà cái ông đạo sĩ đại gia này, ông đối với Đức Phật, cái hành trang ông đến với giáo pháp nghèo quá. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu chưa? Ông làm thí chủ, ông thỉnh Phật về nhà trai tăng, nhưng mà cái cuối cùng cái mà ông được từ Đức Phật nó ít hơn cái cha bạn hơn. Cái cha bạn tự nhiên ghé nhà, cái thấy ồn ào, hỏi mấy câu vô làm cái rẹt. Để nghe kịp không? Chúng ta đi mang theo quê hương là chỗ đó, là chỗ đó. Chúng ta xa quê, chúng ta tùy, chúng ta mang theo cái gì? Và quê hương, cái tiếng gọi tình tự của dân tộc, nó đi theo chúng ta đến cùng trời của đất nước, thiên gia nhai hải giác. Nó, chúng ta mang tới cái gì thì quê hương trong lòng chúng ta nó là cái đó đó quý vị, nó là cái đó. Có người suốt cuộc đời tu mang Phật trong lòng mà Phật của họ không có đủ 32 tướng tốt. Các bạn biết tại sao không? Vì trong 32 tướng tốt có một, có những tướng rất là độc đáo. Cặp mắt của ngài rất là đẹp, vì nhiều đời ngài nhìn người khác bằng tâm bi mẫn, không có thấy mít lườm liếc. Ngài có cái hàm răng, ngài có nụ cười rất là đẹp, và nhiều kiếp ngài không có nói cái gì làm phiền người khác. Nhưng mà những cái người này là những người quá là hay lườm liếc, là những người thích tám, thích nhiều chuyện, thích tâm tộc. Cho nên cái tưởng Phật trong cái tưởng tượng của họ, họ quên hai tướng đó. Có hiểu chưa? Có hiểu tôi nói gì không? Người thích tu chánh niệm, cái Đức Phật mà trong lòng của người tu chánh niệm đó, đi đứng chậm người lắm, chậm người lắm. Cái người thích phép màu thì Phật trong lòng họ nó thần thông nhiều ghê lắm. Cái người nặng về trí tuệ đó thì Phật trong lòng họ là một bậc minh trí. Nó có nghe kịp không?
có nghe không? Tôi thương mẹ tôi là vì mẹ tôi hát vọng cổ rất là hay, cho nên bóng dáng của mẹ tôi là bóng là cải lương, là vọng cổ. Nhưng mà chị tôi thương mẹ tôi là vì mẹ tôi nấu bánh canh rất là ngon. Đó là mẹ tôi trong lòng chị tôi là chỉ là một cô bánh canh thôi. Biết nghe kịp không? Cứ mỗi lần ở xứ người mà ăn bánh canh là khóc. Khóc vì mẹ một nửa, vì ớt cay một nửa. Các bạn nghe kịp không? Thì Đức Phật cũng vậy thôi. Đức Phật trong lòng mỗi người, nghĩa là Ngài đẹp ra sao, Ngài có đủ 32 tướng có hay không là tùy thuộc vào cái vốn liếng của mình. Cho nên chàng cha này, cái anh cha Kenya này đó, cái vốn liếng của chả có về Đức Phật chút xíu thôi. Cho nên Đức Phật và 1550 tỷ kheo đến nhà trai tăng mà cái Kenya thu hoạch được có một chút xíu thôi. Trong khi đó Sela lại khác, cái mà có với Đức Phật nhiều quá. Khi mình thương nhau rồi, một sợi tóc đủ để mất ngủ rồi. Mình không thương nhau thì nguyên một cái bộ quần áo của người xưa để lại chỉ là một cái bộ rẻ rách. Một sợi tóc không phải là nhiều nhưng cũng không phải là ít. Nguyên một ngôi nhà, nguyên một khu vườn mà người xưa để lại, nó không phải là ít nhưng chưa hẳn nó là nhiều, là tùy thuộc vào cái tâm cảm của chúng ta dành cho người xưa được bao nhiêu. Có nhiều đứa con chờ cha mẹ lăn ra chết để nó làm cái gì? Nó bán nhà. Trong khi đó có những đứa con ba mẹ mất rồi, nó giữ lại từng cái kiến lão, từng cái rổ mai, từng cái cục sáp để mà gắm kim. Phật cũng vậy. Chúng ta đến với Phật, có người đến với Phật chỉ vì họ thích bố thí, có người đến với Phật chỉ vì họ thích thỏa mãn tri thức lý luận, học rất là nhiều giáo lý. Có người đến với Phật là họ thích liêm diêm thiền định. Tôi nhớ có một vị cư sĩ đến hỏi thiền sư. Hay, người ta đồn Ngài là thiền sư vậy chứ Ngài có thành thông không? Thành thông. Vị thiền sư đang ngồi liêm diêm con mắt, mở mắt ra hỏi thành thông là cái gì, phép lạ là cái gì. Thì ông cư sĩ ông nói thần thông là đi trên nước, thần thông là đi trên hang đỏ, thần thông là đi trên không khí được. Thì ông thiền sư ông hỏi vậy chứ đi trên cái đó, nếu bây giờ tôi đi được trên đó thì ông có được cái gì không? Ông nó không, nhìn tôi đã thôi. Có đúng vậy không? Có đúng như vậy không? Nếu bây giờ tôi nè, bây giờ tôi không thể ngồi đây nữa mà tôi lơ lửng cách cái bàn này tắt, quý vị có được cái gì thì nhìn cho đã thôi, chứ mình để biết cái profile vậy thôi. Đây cả biết để biết cái profile biết ông nhạo thằng của Mỹ. Thì cái ông cư sĩ này ông hỏi như vậy thì Ngài thiền sư mà không gấp lạ mới có chứ. Thầy không thể đi trên hang, thầy không thể đi trên nước, thầy không thể lơ lửng trong không khí, mà nếu làm được thầy cũng không thèm. Lý do cái đó không giúp được ai, nhưng mà phép lạ của thầy là đi trong chánh niệm tỉnh giác, đi trong cái từ bi hỷ xả, đi trong cái thông cảm bao dung, đi ở trong cái niềm thương đối với người khác, hiểu không? Cái đi như vậy nó giúp được nhiều người hơn. Tôi nói thiệt, cái câu áo tím này cũng mới trúng số 50 tỷ mà cũng là cái thứ người dắt chạy ra nước. Các bạn nghe kịp không? Trong khi cái cô áo nâu kia đó thì vẫn buông gánh băng bưng, nhưng mà cái lòng của nó bao la mà nghe. Ngày nào mà gánh chè ngang chùa mà cũng bấm chuông mới cho tôi một chén. Thì tôi hỏi các vị, cái gánh chè của bà đó với 50 tỷ này cái nào giúp tôi? Thấy chưa? Bán 50 tỷ mà ém thiệt là kỹ, đi du lịch, đi Đại Hàn, đi Thái Lan, bom sữa, cắt giá tùm lum, chớ cho tôi một xu. Bà kia có một cánh chè mà tôi nhớ ngày nào cũng bấm chuông, thầy chè. Tôi chết tôi cũng còn nhớ chén chè của bà. Tôi bị tiểu đường gì bả không hận mà vẫn thương, mới ghê chứ. Thương cái kẻ mà đẩy cho mình bị đáy đường mới ghê chứ. Tình mà, tình nó chén chè đó. Trong khi đó bà hai này bà trúng 50 tỷ mà tôi không ăn được một cắt. Thì mai này tôi nghe bà trúng lần hai, tôi chỉ thêm ghét thôi. Cái thứ như vậy mà trời đuôi sao mà nó trúng lần nữa. Cho nên tùy vào cái vốn liếng của mỗi người, chúng ta đóng góp được gì cho thế giới, và chính đóng góp là phép lạ. Là phép lạ. Trong tinh thần của Phật Pháp, phép lạ không phải là cái gì đó để mình nhìn cho nó đã con mắt, mà phép lạ là một sự quán chuyển. Tôi nhớ một vị thiền sư khác nói thế này:
Bạn có thể dời một ngọn núi, bạn có thể lấp một con sông, nhưng mà cái đó nó không có ghê gớm bằng bạn có thể chuyển hóa cho những người tà kiến thành chánh kiến, những người sân si trở thành mát mẻ, những người u mê mà tự nhiên có trí tuệ, những người cuồng tính mà trở nên chánh tính. Cái sự chuyển hóa đó nó mới ghê gớm. Và có một chuyện các vị tuyệt đối phải đồng ý với tôi, cái chuyện mà dời núi khoa học làm được phải không? Nhưng mà cái chuyện mà thay đổi suy nghĩ của một người chắc chích thuốc tử hình nó thôi chứ còn không có tử nha. Cho nên ngày ngày còn bé tôi đọc được câu này tôi không có tin. Tàu có một câu thế này: chém đầu ngàn viên tướng ngoài trận dễ hơn là thay đổi cái trí của kẻ thất phu. Vô lý. Chém đầu ngàn viên dũng tướng ngoài trận dễ hơn thay đổi cái suy nghĩ của kẻ thất phu. Thất phu là cái thằng tào lao đó. Mà tôi già tôi thấy đúng. 1000 viên tướng đúng là khó chặt đầu nó thiệt, nhưng mà mình có thể dùng mỹ nhân kế, dùng cái cách ly gián, dùng gỗ nhật kế, lặp lặp lặp, còn không nó lấy bơm bùm lên đường ngang hàng. Nhưng mà để thay đổi suy nghĩ của người thì rất khó nha. Cho nên phép lạ của đạo Phật là gì? Phép lạ của đạo Phật là sự chuyển hóa từ xấu đến tốt. Tôi nhớ Nasruddin là một nhân vật minh triết của Hồi giáo. Ông có một câu chuyện rất là thông minh. Ông sống đến già, ngày ông 80 tuổi, bạn bè đến thăm ông. Lúc ông đang nằm ngáp ngáp thôi thớt trong giường bệnh ấy, ông thiều thào ông nói thế này: năm 20 tuổi tôi ôm mộng thay đổi thế giới, năm 40 tuổi tôi ôm mộng thay đổi mọi người chung quanh tôi, năm nay tôi 80 tuổi tôi mong thay đổi được tôi rồi. Yeah. Nhưng mà các vị đừng coi thường cái chuyện đó. Nếu mỗi người trong cái đám đông này mà tự thay đổi được mình, thế giới sẽ được thay đổi. Các vị có tin gì đó không? Yeah. À, tôi thấy tôi phun một miếng kẹo chewing gum đâu có bao nhiêu, cô kia cũng nghĩ không có bao nhiêu, cuối cùng nguyên một đống toàn là sinh dục. Tôi liền xuống một cái bao ni lông, vị đó liền xuống một cái chai nước, cô kia liền xuống một cái lon. Một cái lon không là rác, chưa đủ được gọi là rác. Một tờ giấy không đủ là rác, một cái bịch ni lông không đủ là rác, một cái chai nước, một lon nước không đủ là rác. Nhưng gom tất cả lại chúng ta có nguyên một đống rác. Thế giới này là một cái môi trường cộng hưởng. Không có gì trên đời này tồn tại độc lập mà không cần đến cái sự kết nối liên đới và cộng hưởng cộng sinh với vô vàn những thứ khác. Vì đó là bản chất duyên khởi của thế giới. Nhưng vô ngã là gì? Vô ngã là không có một cái gì đơn thuần bất biến một mình nó mà nó có thể tồn tại. Ngay cả một nụ cười, một giọt nước mắt của chúng ta, nó cũng cần đến vô số điều kiện mới có được. Do đó, người Phật tử hiểu được cái nguyên tắc này càng phải sống có trách nhiệm hơn. Vì sao vậy? Vì một nụ cười của mình vẫn có thể đưa tới một bi kịch. Một cái lườm liếc của mình có thể dẫn đến một bi kịch, đúng không? Chẳng hạn như cách đây có nửa tiếng, tôi nói chuyện với một cô Phật tử muốn dễ thương. Tôi đang buồn ngủ, tôi nghe nó có khách tìm. Tôi gặp cô, tôi nói chuyện rất là mệt. Mắt cô rất là đẹp. Cô không có ở đây. Thì tôi nghĩ trong bụng, giá như hôm ấy đừng đưa em về, giá mà cặp mắt nó xấu đi một chút, từ một mí nó xuống 1,5 mí, tôi đâu có khổ dữ thần như vậy. Các vị nghe kịp không? Tôi nói điều đó không có phải là tôi suối các vị hư như tôi, mà tôi muốn nói rằng chuyện gì đến đời nhiều khi nó chỉ là một cớ rất nhỏ, nó hoàn toàn có thể là điểm bắt đầu cho một sự cố sự kiện cực lớn. Người ta nói rằng giá mà cái lỗ mũi của Cleopatra ngắn hơn một chút thì không có cái cuộc chinh phạt của La Mã vào Ai Cập. Chúng ta biết rồi, cái nền văn minh của Ai Cập đó là một nền văn minh lớn với nhân loại, và nó bị xóa sổ trong tay của Cleopatra. Chỉ một chút lỗ mũi, nếu mà ngắn hơn một chút, còn dài hơn một chút. Cho nên chúng ta biết nụ cười của Đặc Kỷ, của Bao Tử, rồi thì của Dương Quý Phi, rồi thì sau đó là của Nạp Lan, tức là Từ Hy Thái Hậu. Chỉ một người đàn bà thôi đã khuynh đảo cả một đất nước Trung Quốc. Tất cả chỉ một cái chuyện rất là nhỏ. Vì sao? Vì thế giới này là một thế giới của sự tương duyên nha. Cho nên khi hiểu được mọi thứ không có gì tự mình tồn tại độc lập, mà phải cần đến vô số điều kiện nhân duyên để có thể hiện hữu và vận hành, thì khi hiểu được cái này, chúng ta được ba cái lợi. Cái lợi thứ nhất, chúng ta nhận ra rằng không hề có chiếc xe trên đống phụ tùng. Vì sao? Vì đống phụ tùng chính là chiếc xe.
Bản thân tôi không phải là thằng Tèo thằng Tí, mà bản thân tôi là sự cộng ghép của vô số điều kiện tâm sinh lý. Đó là cái nhận thức về vô ngã. Điều thứ hai, khi thấy rằng mọi thứ tồn tại bằng nguyên tắc tương duyên, thì tự nhiên ta thấy rằng ta phải sống trách nhiệm hơn. Bởi vì ta là một mắt xích trong vô vàn những mắt xích làm nên cái dòng chảy của cuộc đời. Các vị nghe kịp không? Và cái thứ ba, khi hiểu được cái giáo lý nhân duyên thì chúng ta mới có thể tu tập được. Các vị phải biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu, các vị mới tu được chứ, nghe kịp không? Cho nên thầy có một câu rất là hay, cái này tôi nói thiệt chậm nha. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề mình nằm ở đâu. Có dễ nhớ không? Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Và trong một buổi giảng gần đây tại Hoa Kỳ, trong ngày vía Di Đà, tôi có nói được một chuyện này. Tôi đến một chữ rất là quan trọng trong thế giới hôm nay, đó là cái chữ transparency. Cái chữ đó có nghĩa là trong suốt hoặc là mặt hóa. Hình như tôi có giảng ở đây một lần. Không có cái gì trên đời này có thể giải quyết trước khi nó được mặt hóa. Để hiểu cái mặt hóa không? Mặt hóa là làm cho nó mình phơi bày tốt cùng của tất tình tật. Thì cái đó gọi là mặt hóa. Ví dụ nhức răng, nhà sĩ muốn giải quyết cái nhức răng thì họ phải tìm cái thằng nào nhất, số 7 hay là số 8, hàm trên hay hàm dưới, đúng không? Yeah. Nhìn kỹ coi cái này có thể là lấy chỉ máu hay là nhổ, cái này có thể là gắn một cái crown lên hay là một cái bridge bắt mặt trồng ở làm răng giả, cái răng này có thể bọc xứ được hay không, cái răng này có thể implant được hay không. Ở tùy nhìn cái răng, có răng nào cũng làm được nha. Cho nên chuyện đầu tiên nha sĩ muốn giải quyết hàm răng của vị, các họ phải biết toàn bộ vấn đề của hai hàm răng. Bác sĩ muốn mổ mình thì chuyện đầu tiên họ phải coi là bị bệnh gì bằng các cách sau đây: thử máu, phân nước tiểu, lấy huyết áp, rồi cân đong đo đếm trọng lượng của mình, soi rọi đủ thứ, x-ray, CAT scan, rồi MRI, tùm lum hết. Mới cuối cùng biết mình bị cái gì, rồi họ mới chữa cho mình. Chứ không thể nào mình nói bác sĩ ơi tôi đau quá, nhưng mà bác sĩ hứa với tôi nha là chỉ thử phân với nước tiểu chứ không có thử đàm, không có chụp hình. Các vị nghĩ bác sĩ có làm việc được không? Rất là khó. Bác sĩ họ phải nắm rõ mọi thứ về cơ thể chúng ta mới giải quyết được. Và tôi đã nói rất nhiều lần, trong nhà của chúng ta bất cứ một chỗ nào là góc khuất, bất cứ chỗ nào là góc khuất, là cái chỗ mà chổi không thọc vào được, đồ lau nhà không có chọt vào được, thì chỗ đó chỉ có bụi, dán, chuột, rắn rít. Cái kịp không? Trong nhà không nên có góc chết, mà trong phong thủy nó đại kỵ cái này. Trong phong thủy họ kỵ một chỗ là trong nhà có góc chết. Họ phải tìm mọi cách để họ hóa giải tất cả những góc chết trong nhà, không để cho trong nhà có chỗ nào mà không dọn dẹp được, không để cho trong nhà có chỗ nào mà gió và nắng không còn lọt vào được. Rồi vì sao? Vì chỗ đó là chỗ chưa được bạch hóa. Ở đời cái gì mà chưa được bạch hóa, vấn đề 1 tỷ nó nằm ở đó. Mà thành Phật là gì? Thành Phật là giải quyết, là soi rõ tất cả vấn đề, tất cả góc khuất. Cái chữ Phật có hai nghĩa, cái chữ Buddha có hai nghĩa. Một, chữ Buddha nó từ động từ là Pucchati, có hai nghĩa. Một là thức dậy, là tỉnh giấc từ một giấc ngủ, từ một cái cơn mơ. Mà chữ Pucchati nó còn một nghĩa nữa, đó là hiểu biết. Trong những ngôn ngữ tôi biết thì chỉ có tiếng Tàu ấy, nó có cái chữ giác, một chữ giác thôi, thì nó có đủ hai cái nghĩa của chữ Pucchati. Có nghĩa là chữ giác nó vừa có nghĩa là thức giấc, tỉnh mộng, mà nó cũng có nghĩa là hiểu biết, là nhận thức. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề của nội dung của bài kinh này, là tùy thuộc vào cái hành trang vốn liếng của chúng ta mà chúng ta chọn con đường nào để đi, và từ đó đi được bao xa và đi về đâu. Nghe kịp không? Tùy thuộc vào vốn liếng, vào nhận thức của chúng ta mà chúng ta chọn con đường nào để đi, rồi đi được bao xa và đi về đâu. Các vị có đồng ý với tôi, đi trên cùng một con đường nhưng mà chỗ đến có thể khác nhau, có phải không? Quý vị có dám gật? Nếu mà quý vị dám gật thì quý vị sẽ thấy ra sự thật phủ phàng này. Nếu đi trên cùng một con đường mà chỗ đến có thể khác nhau, điều đó có nghĩa rằng cái chỗ đến của những người Phật tử, và tôi nói hoài của những người, họ rất là giận tôi, nhưng mà không thể nào tôi không nói được. Vì sao? Là vì mới ngàn qua trong buổi giảng ở bên quận 1 tôi có nói thế này. Thì tôi nói ngày xưa những người mà chống Phật là ai? Là Bà La Môn.
Còn hôm nay những người chống tôi là những người bà lá môn, nói hoài không hiểu, nước đổ lá môn. Bà la môn dễ trị, bà lá môn rất khó trị, nhưng có cách để trị. Lá môn không thấm nước, muốn cho thấm nước chịu khó cho nó dặn chút. Nước đổ đầu vịt không thấm nước, muốn đầu vịt thấm nước cháy nước sôi. Cho nên nhiều khi tôi giảng, tôi hay làm phiền Phật tử là vì tôi muốn cho lá môn nó dập. Nó phải dập, nó mới thấm nước. Đầu vịt chỉ có chế nước sôi nó ướt thôi. Tôi chưa làm hai việc đó bao giờ, nhưng mà tôi biết có đúng việc đó. Đầu vịt chế nước sôi là nó hết rồi. Chiều nay về định thử. Cái vốn liếng của chúng ta nó trong đây nó ra, nhưng mà nó không phải một ngày một buổi, mà nó cần đến ngày dài tháng rộng. Nó là một quá trình tích lũy nhiều ngày. Tôi nói, cách đây có mấy phút tôi nói chuyện với phòng khách, tôi nói tình yêu, hạnh phúc, kiến thức, nhận thức, quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, quan điểm xã hội, quan điểm triết học, quan điểm khoa học của chúng ta, nó không phải là một cái món đồ mà ai đó trao truyền cho chúng ta một cách nhát túi gà nút kéo vậy tiếp bên phải, mà nó tất cả những thứ thuộc về tinh thần, nó phải đòi hỏi đến một quá trình tích lũy nha. Thì cái tôi nói lại, tùy vào cái túc duyên quá khứ của chúng ta mà chúng ta có gặp được chánh pháp hay không. Mà khi gặp chánh pháp được rồi thì chúng ta chọn cái lấy cái gì, chúng ta quan tâm đến cái gì trong chánh pháp, và chúng ta quan tâm đến mức độ nào. Chúng tôi trở lại trong đời sống mỗi người. Trong một bài giảng gần đây, tôi có giảng về một cái đề tài là chủng tử. Tôi lại ôn một lần nữa. Chủng tử là sao? À, giống. Mỗi ngày các vị nhớ, mỗi ngày mở mắt ra bắt đầu một ngày mới. Ngay trong cái giây phút đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng được chìm vào giấc ngủ, mỗi phút như vậy chúng ta đang lặng lẽ âm thầm kính đạo, thậm chí lén lút gieo trồng đủ thứ hạt giống hết mà chúng ta không biết. Trong mỗi khoảnh khắc chúng ta gieo trồng hạt giống để trở thành Phật. Trong mỗi khoảnh khắc chúng ta gieo trồng hạt giống để trở thành trâu bò, sư tử, rắn rít. Trong mỗi khoảnh khắc chúng ta gieo trồng cái chủng tử trở thành thiền sư, giảng sư, luận sư, bla 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 sư. Nghe kịp không? Vấn đề là chúng ta gieo cái hạt nào nhiều nhất. Hạt nào nhiều nhất thì mai này nhắm mắt xuôi tay vào quan tài, chúng ta sẽ cầm cái đống hộp đó chúng ta đi. Nghe kịp không? Và tôi nói lần nữa, những cái chuyện đó nó không đợi, không đợi tới nhiều năm đâu quý vị, không có cần, không có cần tới 5 năm, 10 năm. Vì lão tử cứ nói thế này: đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu của mình. Vì sao vậy? Vì một suy nghĩ mà mình gọi là thoáng qua ấy, chỉ cần nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ biến cái suy nghĩ đó thành hành động hay lời nói nha. Lời nói hay hành động đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành thói quen. Và thói quen chính là số phận của chúng ta, có chuẩn bị không? Yeah. Thói quen chính là số phận. Cho nên đừng có suy nghĩ một cho rằng một cái gì đó nhẹ nhàng nó thoáng qua rồi bỏ. Và tôi nhớ cái này tôi nói riết mà tôi nhục luôn, vì tôi nói thường lắm. Tôi nói đối với pháp bất thiện, trước khi ly dị nên mình nên ly thân, và đối với pháp thiện trước khi kết hôn mình nên đính hôn. Là sao? Đối với pháp bất thiện trước khi mà ly dị mình nên ly thân, có nghĩa là mình chưa có khả năng mình lìa bỏ gia đình, mình chưa có khả năng mình giữ tám giới, mình chưa có khả năng sống viễn ly. Nhưng mà ngay bây giờ trong lòng mình có cái ước muốn là mong rằng tôi sẽ như vậy, mong rằng tôi sẽ như vậy. Cái mong nó rất có lợi, sẽ có một ngày nó chín mùi nha. Cái đó được gọi là trước khi ly dị chúng ta phải ly thân, trước khi bỏ được nhau chúng ta tập ngủ riêng mình trước nha. Rồi đối với thiện pháp, trước khi thực sự kết hôn, trước khi trao nhận cho nhau chúng ta nên đính hôn trước. Có nghĩa là chúng ta muốn xuất gia, chúng ta muốn đi Miến Điện tu thiền mà ngay bây giờ chưa đủ điều kiện, thì việc đầu tiên cái mong mỏi, cái chuẩn bị sắp xếp để mai này đi đó, thì cái chuẩn bị đó được gọi là đính hôn. Rất có lợi. Những suy nghĩ đó mình cho là nó không có gì, nhưng mà lâu ngày đó nó trở thành ra là một cái nguồn đạo lực rất là lớn, một cái âm lực, một cái suối nguồn vi diệu mà cực mạnh mà quý vị không có ngờ. Và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, thử đi. Có nhiều cái thứ mà người ta gọi là tự kỷ ám thị, nghe nó rất là kỳ, nhưng mà đó là đúng. Tôi ví dụ nha, cho nên mình học đạo á, mình nghe nói rằng thân này, tâm này, buồn vui thiện ác ở đây là do lắp ráp. Tôi không là cái gì hết, tôi chỉ là một mớ phụ tùng lắp ráp lại. Dĩ nhiên buổi đầu á, mình nghe cái đó nó hay kỳ kỳ, nhưng nếu ta thường xuyên
niệm đọc cái thần chú này nè, tôi tin chắc 1000% sẽ có một ngày quý vị an lạc. Tin tôi đi, không tốn một xu, ngu gì không thử, hiểu không? Cứ đọc qua cái câu đó, tôi là đồ rác. Mà nếu sang hơn nữa là tôi vừa là đồ rác mà tôi cũng là đồ rác. Phải nói rằng đó là một câu thần chú rất là kỳ, nhưng mà tôi tin rằng nó hay hơn câu niệm Phật. Là vì sao? Vì câu niệm Phật mình niệm lâu ngày chúng chửi mình vẫn còn giận, có thể. Nhưng mà nếu mình niệm tôi là đồ rác, tôi là đồ rác, nếu mình niệm lâu ngày thì cái khả năng chịu đựng của mình rất tốt. Tôi tuyệt đối tin chuyện đó. Mà tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là một quá trình tự kiểm thị. Tôi biết ở đây ai học vi diệu pháp nghe cái chỗ này rất là sốc, xâm ra áo nhảy lên cãi là vì sư nói vậy là sư hạ thần thái. Thật sự buổi đầu mình biết cái giống gì, mình hoàn toàn là sống bằng cảnh chế định không. Lúc đó là mình phải xài tự kiểm thị, đi bước đạp nhai nuốt, cầm lên để xuống, nóng giận vui, dễ chịu khó chịu, đau lạnh nóng mát ngứa. Lúc đầu là toàn là chế định thôi. Rồi dần dần mình mới nhận ra một điều mà không có thầy bà sách vở nào trao được, đó là khi mình lâu ngày mình thấy nhiều mình, chính là những cái đó nó cộng lại đó, thì lúc đó mình mới thấy mình thật sự. Như bọn ông ta nói, lúc đầu mình là một cái like, và sau đó là mình là spot, và cuối cùng mình là not. Lúc đầu là mình là cuộc đời, mình nghĩ cuộc đời mình là cuộc đời của thằng Tèo. Cuối cùng mình nghĩ mình chỉ là những cái đớp thiện ác buồn vui. Và cuối cùng mình nhận ra mình chỉ là những dấu chấm của thiện ác buồn vui. Nhớ cái đó quan trọng vô cùng. Và đó là những thứ mà tôi nói cho bà con, mà tôi cũng phải thực tập cho tôi. Tôi thực tập không phải là vì tôi là hành giả, tôi là thiền sư, tôi là người tu hành cho cảnh quái, mà vì tôi có ba điều mà bắt buộc tôi phải tu tứ niệm xứ. Thứ nhất, tôi sẽ chết và cũng đã sắp chết. Điều thứ hai, tôi là người rất là dễ bị tổn thương, cái gì tôi đủ thứ tự ti, tôi đủ thứ mặc cảm hết á, mà chỉ có tứ niệm xứ mới cứu được. Và điều thứ ba, làm thầy chùa nhiều năm tôi nhận ra một chuyện, không có hạnh phúc nào trên đời này bằng hạnh phúc của cái người chánh niệm hết. Vì sao vậy? Vì cách đây khoảng nửa giờ đồng hồ trong một buổi nói chuyện với một khách, tôi có nói cho một vài người nghe, các mặt của họ nhìn nó đờ này. Tôi nghĩ cái đó nói cho đám đông, mai ra có người hiểu. Cái người chưa biết đạo á, thì họ cho rằng trên đời này có vị đắng, có vị ngọt. Ai thích đắng thì khi được ăn đắng họ thích, ai thích ngọt khi được ăn ngọt họ vui, đúng không? Khi mà chúng ta còn bị lệ thuộc vào vị giác thì chắc chắn sẽ có lúc chúng ta như ý và bất toại. Mà vạn sự như ý không bằng ý như vạn sự, phải hiểu cái đó không? Nó quan trọng vô cùng nha. Cho nên tu tứ niệm xứ là gì? Tu tứ niệm xứ là biết rõ cái là đắng, mắng chỉ là đắng, không mắc mớ gì cái thằng tôi này. Ngọt chỉ là ngọt, không mắc mớ gì cái thằng tôi này. Mà điều đó chỉ có người cha tu chánh niệm mới làm được thôi. Chỉ có hành giả tứ niệm xứ mới làm được thôi. Hạnh phúc của hành giả tứ niệm xứ không phải là được ăn ngọt như mình muốn, không phải là né được cái đắng cái chua như mình sợ, không phải. Mà cái hạnh phúc của tứ niệm xứ là trước đây ăn được cái mình muốn, còn bây giờ là ăn cái gì cũng vậy thôi. Có hiểu không? Trước đây là cưới được người mình yêu, còn bây giờ yêu được cái người mình lỡ cưới. Đại khái như vậy. Tứ niệm xứ là khả năng chấp nhận đời sống. Buổi đầu nó hơi gồng một chút, tôi báo trước, rất là miễn cưỡng, rất là khó khăn. Nhưng mà tin tôi đi, một ngày, hai ngày, qua ngày dài thành động, sẽ có một ngày quý vị thấy hình như sống thất niệm khó hơn sống chánh niệm. Có hiểu tôi nói không? Thí dụ như một người con gái có giáo dục, thấy rằng cái chuyện mà ăn nói mà đung cười trước khi nổi vô duyên tạo làm nó khó hơn là nết na, có phải không? Có phải vậy không? Trong khi một người không được giáo dưỡng đàng hoàng thì họ thấy cái chuyện mà ý tứ rồi nết na nó khó ghê lắm. Mà trong khi đó cái người mà đã quen nết na rồi đó, bây giờ bắt họ trở thành cái người mất nết nó khó dữ lắm. Tứ niệm xứ tôi hứa với quý vị y chang như vậy. Cứ tập đi. Vì sao? Vì có ba lý do mà quý vị phải tu tập tứ niệm xứ. Một, không biết ta chết lúc nào. Hai, không biết ta có thể đặt đạo lúc nào. Và ba là không biết ta có thể tạo nghiệp gì trong vài phút sắp tới nha. Cho nên
tùy vào cái túc duyên của mình mà mình đến với chánh pháp, mình cảm nhận được cái pháp nhũ Phật thân, cái tinh hoa của lời Phật hay không. Lời Phật dạy hay quá, lời Phật dạy rất là thông minh và đem lại là hạnh, cái hạnh phúc an lạc hiện tiền. Mà trong khi đó chúng ta thì sao? Ông già để lại cho ta một núi kim cương mà ta vừa đuôi vừa điếc, vừa mù vừa què và vừa khùng nữa. Cứ ăn rồi lết ra ngoài chợ liếm lá mà nó tan tư. Vào chùa mà ngồi cầu trực chờ ông sư ông ban cho cái gì, rồi nhắm mắt xa cú cũng ngon cơ, đó là lết ra chợ liếm lá. Tôi nói rất là tàn nhẫn, tôi đang làm giặc lá môn. Không học giáo lý, không có hành trì mà chỉ vào chùa chờ ông sư ông ban đó. Dạ, cho nên Lương Khải Siêu mới nói thế này, đối với thầy á, mình nên là một người học trò để tiếp nhận cái hay, chứ đừng bao giờ là nô lệ để chấp nhận vô điều kiện cái gì mà ổng đổ đầu của mình kể cả ra. Nói ra đây tôi nhớ là một câu của ca dao Việt Nam: hỡi cô quét rác trên lầu chúng tôi, đừng đổ rác trên đầu chúng tôi. Là mà nó không phải vô chùa Hoàng Nga Pháp, phải nhớ cái câu đó: hỡi cô quét rác trên lầu, sao cô đổ rác trên đầu tôi. Mình đi vào chùa, những cái gì mà thiền sư pháp sư giảng cho mình hãy cẩn thận. Vì sao? Cách đây mấy chục phút tôi có nói là gì? Tất cả những hướng dẫn của thiền sư, pháp sư, giảng sư, luận sư, bla 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 sư, hoàn toàn có thể nó mang rất là đậm nét cái dấu ấn cá nhân của ông Đình Thanh. Mỗi ông giảng sư, luận sư, pháp sư đều có những cái sở trường và sở đoạn. Khi mà ông hướng dẫn mình thì ông hay đem cái sở trường cái đoạn ra. Ví dụ như tôi, cái chân tôi đi gặp họ, tôi dạy quý vị đi thì tôi sẽ dạy kiểu nào cũng gà thọ có hiểu. Tôi nói ngọng thì nguyên khi tôi dạy các vị nói các vị mang ngọng theo tôi, vì đó là sở đoạn của tôi. Cho nên không có gì bậy cho bằng đi thờ thầy mà không chịu nhớ rằng thầy là một cái lu nước để mình uống, chứ không phải là mình cắn đầu vào trong đó. Thầy hay là Phật pháp là cái mền để mình đắp cho ấm, chứ không phải mình trùm mền cho nó ngọt. Tôi nói cái này rồi phải không? Rất là quan trọng. Cứ nhớ thế này: Phật pháp sư phụ là cái mền để đắp cho ấm, không phải để trùm mền, trùm lại cho nó mền cho nó ngọt. Học Phật pháp để được an lạc. Lần đó Phật Gotami là gì ruột được Phật, à đến mà hỏi Phật Thế Tôn: mai này Thế Tôn không còn nữa, ai cũng có thể nói rằng đây là lời của Thế Tôn dạy, thì chúng con dựa vào cái tiêu chí tiêu chuẩn nào để có thể xác định đó là lời dạy của Thế Tôn? Thì Phật dạy: này vì mẫu, cái pháp môn nào, cái hướng dẫn nào mà càng hành trì cái trí tuệ nó càng sáng, cái khả năng tinh tấn càng lớn, cái khả năng viễn ly càng lớn, càng muốn sống một mình càng chán đám đông, càng dễ nuôi, càng an lạc, có cái an lạc nữa, càng tu càng là không có gì vậy chứ bằng. Cha mẹ sanh ra ta tự do, lớn lên ta học qua mới chính trị, văn hóa, tôn giáo, ta trở thành chuồng bạc của ai đó. Nếu mẹ còn sống, mẹ buồn kiểu sống. Mẹ ở xứ vàng, mẹ buồn kiểu xứ vàng. Chết không nhắm mắt, đẻ ra một đứa con bị tù ngay từ trung tâm thích. Nó không dám nghi ngờ con đường dưới chân của nó. Các bạn nghe kịp không? Nếu đọc lại lời sử Phật, đọc lại lời của đời Đức Phật một cách thông minh một chút, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của Bồ Tát là một hành trình của những con dấu hỏi. Có đúng vậy không? 29 năm bị vua cha bưng bít đủ điều, ngăn sông cấm chợ, mọi thứ thông tin, không email, không cho Facebook, không cho chat, không cho cái gì hết, truyền hình, radio cấm hết. 29 tuổi lần đầu tiên thấy người già thì bị có tin không? 29 tuổi lần đầu thấy sạch nhé. 29 tuổi lần đầu thấy người già bưng bít thông tin, càng hại là hại chỗ đó. Thương nhau mà lại bằng 10 người cũ. Vậy mà khi mà ngài thấy, phải thấy như mình, ngài thấy lạ, ngài mới hỏi người hầu á: con sợ cái thằng cha nó sẽ đi cái lưng giá kỳ như vậy, nó già đó, già lưng cong tóc nó bạc, nó còn thằng cha nó sao nằm thẳng đơ hết rồi, nghỉ chơi rồi, đi ngủ rồi. Rồi ngài hỏi thêm: mình cũng vậy á? Dạ, xuống sớm muộn cũng vậy thôi. 29 tuổi thông minh tuyệt đỉnh mà đi hỏi con nhánh là kỳ. Và cuộc đời của ngài, cuộc đời của một bậc đại gia đã được bắt đầu từ những con dấu hỏi đó, từ những câu hỏi. Có hai hình ảnh rất là đẹp. Biển là nó chiếm 1/3 cái diện tích hành tinh. Mà tại sao vậy?
các nhà khoa học giải thích theo kiểu khoa học, các nhà sử học, các nhà địa chất học, mỗi người giải thích theo một kiểu. Nhưng mà có một triết gia ông giải thích thế này: biển mặn để nhắc cho loài người nhớ rằng tổ tiên ta đã nhiều đời khóc, người giàu cũng khóc, có chi thằng nghèo. Biển mặn để nhắc cho cuộc đời nhớ rằng bản chất cuộc đời là nước mắt. Và cũng triết gia đã nói thêm: mỗi tháng một lần vần sơ nguyệt, tức là tăng lưỡi liềm, nó là một dấu hỏi để nhắc cho cuộc đời nhớ rằng chúng ta mãi mãi là đi tìm luận lời, đi tìm những lời đáp. Mà khổ thay, có bao nhiêu người mỗi lần nhìn trăng đầu tháng lại nghĩ đến cái chuyện đó là một dấu hỏi: chúng ta từ đâu tới, chúng ta sẽ về đâu, chúng ta đang là gì trong cái vũ trụ bao la này, và chúng ta cần phải làm gì, chúng ta phải sống ra sao để đừng hoang phí cái phận người hiếm hoi mà mình có được. Cho nên cuộc đời của Đức Phật là một cái hành trình của những dấu hỏi. Và khi tìm được những câu trả lời, Ngài trở thành bậc đại giác, thầy của chư thiên và nhân loại, tướng sanh từ phụ thiên nhân chi đầu sự. Ngài thắc mắc cái gì? Chuyện đầu tiên Ngài thắc mắc: ai cũng già hết hay sao? Ai cũng chết hay sao? Rồi thì Ngài bỏ mọi thứ, Ngài đi tu. Ngài đi theo mấy ông đạo sĩ, Ngài thành đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi hư theo không vô biên thức vô biên, rồi vô sở hữu xứ. Gặp mình là mình đã chết ngắt ngay cái chỗ đó rồi. Ai mà có học A Di Đà thì biết không có cần đắc cái thiền vô sắc, chỉ cần đắc hết cái thiền sắc giới là đủ để quá hiện thành thông, dời non lấp biển hô mây gọi gió. Nhưng mà Ngài thì không, Ngài coi cái đó là rác, nhảm thẹp. Ngài tự hỏi lòng: còn có cái nào hơn vậy nữa không? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, bữa nay tôi làm biết lắm rồi, tôi không muốn đụng nó ra tấm ảnh nữa, mai rủi thôi nha. Quý vị nói, quý vị nghe kịp thì nghe. Tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là trong đầu của một người Phật tử thông minh đừng bao giờ có chữ the best, mà nên có chữ better. Hiểu không? Có nghĩa là đừng bao giờ có cái chữ tốt nhất, mà luôn luôn hướng cái chữ tốt hơn. Nếu mà trong lòng chúng ta có cái chữ tốt nhất á, tôi làm ăn để được cái gì đó tốt nhất, tôi đi học để được cái gì đó tốt nhất, tôi tu thiền, tôi vô chùa để tôi được cái đó tốt nhất, nghe thì nó sang thiệt, nhưng mà cái tên này nó rất dễ bị sụp bẫy, các người biết không? Mai này nó gặp cái thứ tào lao, nó cũng có thể làm đó là thứ tốt nhất, nhưng mà cái tên thông minh thì không bao giờ, nó không bao giờ nó treo cái chữ tốt nhất trước mặt nó, mà nó treo cái chữ tốt hơn. Cho nên không bao giờ nó dừng lại quá sớm. Cuộc đời là một hành trình đi hoài, đi cho đến bao giờ vô hòm thì thôi nhé. Tôi nhớ hoài có câu chuyện rất là tào lao. Ông vua đó buổi chiều đi săn bắn về, ngang một cánh đồng thấy anh nông dân đang cặm cụi làm lụng thật là vất vả. Ông hỏi gì chứ sao giờ này trời muộn rực mà chưa về? Cái anh nông dân nói: dạ ruộng này là ruộng thuê, cứ được 10 giả gạo đó là phải giao cho chủ đất 3 giả, như vậy là làm 10 thì lấy 7 thôi. Cho nên cái chuyện mà tôi làm nó phải gấp rưỡi người bình thường, vợ con tôi mới đủ sống. Thì vua nghe vua thương, vua nói thôi thế này, đất này là đất của chồng, chồng là vua. Từ đây đến tối thanh chạy được bao nhiêu thì chừng đó đất sẽ là của thanh. Nghe anh mê quá, bắt đầu anh luyện của thanh chạy. Lẽ ra gặp tôi là tôi chạy khoảng chuyện trùng mẫu là được rồi, chạy ra mặt tiền kiếm chỗ làm quán cà phê, rồi chạy lùi trong cái kiếm chỗ trồng cam nhãn da bò là đủ sống rồi. Không, nhắm mắt chạy riết. Anh chạy riết mà đến một lúc mà coi như trời gần tắt nắng, mà anh cứ tiếc, anh nghĩ là thêm chút nữa thì thêm được một canh. Cuối cùng nó mệt quá mà trời gần tắt nắng, anh nói thêm chút nữa được một xào. Thì cuối cùng anh nghĩ bụng thêm chút nữa được một thước. Rồi cuối cùng anh gục xuống, ta cho anh trong cái lỗ, anh cứ ngửi. Chúng ta cũng vậy, cả một đời chúng ta là một hành trình mãi hoài chạy kiếm kiếm chạy chạy kiếm kiếm chạy. Và trên cái cuộc đi đó đó, có người thì hài lòng quá sớm với cái mình có, cũng là một bi kịch. Mà có kẻ thì không biết điểm dừng, cũng là một cái bi kịch. Ở trong đạo Phật, cái Đức Phật Ngài dạy thế này: có trường hợp nên biết điểm dừng, có trường hợp không nên có điểm dừng. Để thỏa mãn cái thị dục, cái sở thích thì nên có điểm dừng, nhưng mà trong thiện pháp, trong đạo hạnh thì không nên có điểm dừng. Ở trong kinh nói rằng, nói rộng thì muốn thành Phật phải tu tập 30 pháp ba la mật. 30 pháp ba la mật là cái gì ta?
là bố thí thì giới bla 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 nhân cho ba, bờ kia, bờ trên và bờ cao nhất, đúng không? Đúng vậy không? Bờ kia là vì ba la mật mà dám bỏ cái thứ ngoại thân. Cái tầng thứ hai cao hơn là vì ba la mật mà dám bỏ tứ chi, mắt mũi. Và cái tầng thứ ba cao nhất là vì ba la mật mà dám bỏ mạng sống. Tôi nói cái vị đừng có giận nha. Tôi rất là ác cảm với những người vô trong nhà mà còn đang nói tiếng đen. Phải như vậy chứ. Ủa các vị mật vụ hay sao các vị theo dõi tôi à? Người ta trong suốt cái này mà có gì đâu mà theo dõi. Nói cho đủ á là có 30 cái ba la mật ha? Tức là muốn thành Phật á là anh phải dám vì cái điều lành điều thiện mà anh chết. Còn nếu mà anh không dám vì cái thiện anh chết mà anh chỉ dám vì cái thiện tốn chút đỉnh thôi đó thì mốt anh thành thánh, thánh nhỏ nhỏ biết không? Tiền nào của nấy, quăng ra có 2 triệu mà đòi mua nhà đất mua cái gì? 2 triệu thì chỉ bán hàng rong thôi nha, hàng rong. Nhưng mà nói rộng là 30 35 mặt, nhưng mà nói gọn á thì muốn thành Phật chỉ có 2 tháp thôi. Một là không biết no trong thiện pháp, và hai đó là tinh tấn không biết dừng, không có chỗ dừng. Nghe kịp không? Một là không biết no trong thiện pháp, thôi nói dễ hiểu, cái bụng dưới thiện pháp không bao giờ biết no, và cái chân tinh tấn không bao giờ biết mỏi. Nghe hiểu không? Cái định nghĩa đó làm tôi nhớ định nghĩa của bên Tàu ấy, định nghĩa về cái tự Di Lạc, định nghĩa rất là hay. Di Lạc cũng bự, Di Lạc Bạch Tông chứ Nam Tông chưa có ra, Di Lạc Nam Tông đẹp trai hơn nhiều. Các vị có nhớ tự Di Lạc không? Bụng to rồi cái ngực xệ ra mà nhìn mặt cười đá lắm. Rồi họ định nghĩa thế này: từ nhan thường tiếu, tức là gương mặt hiền cứ cười hoài, tiếu thế gian khả tiếu chi nhân. Cái mặt hiền cười hoài mà cười cái gì? Cười những cái kẻ đáng cười. Mà đại phúc năng dung, đại phúc là bụng bự, đại phúc năng dung, dung cái gì? Dung thế gian, năng dung chi sự. Là cái mặt từ bi để cười, cười cười gì? Cười những chuyện, cười những kẻ đáng cười. Mà bụng to để chứa những chuyện đời, khó chứa. Và chưa hết, tại sao người Tàu họ tôn vinh cái cây trúc là biểu tượng của quân tử? Là bởi vì tiết trực âm hư. Tiết trực là cái lóng nó thẳng, mà tâm hư là cái ruộng nó mỏng. Người quân tử luôn luôn thẳng thắn, nhưng mà cần thì nói xong rồi không có bỏ bụng, xuống tiếng pháp. Cần thì làm như lá môn nó dập, mà bỏ cái mic xuống rồi đi đánh bơ không dặn ăn hết. Cái thứ mở lại nó dập, nó tức mỹ cái thứ là nó tưởng nhân. Cho nên đó trong đạo Phật ấy, cái thái độ tu hành thông minh ấy là không phải hướng tới cái the best one, không phải hướng tới cái tốt nhất, mà luôn luôn hướng tới cái tốt hơn. Để kịp không? Cho nên nếu mà cái tên nào mà trong đời sống và trong cuộc tu mà nó cứ chầm chầm, nó nhắm đến cái chữ tốt nhất á, thì có thể có một ngày nó bị lúng trong một cái gì đó, không phải nhất mà nó vẫn nghĩ là nhất. Nghe kịp không? Còn cái tên mà nó nghĩ đến cái tốt hơn thì suốt đời này nó không có điểm chừng. Bởi vì tôi nói rồi, muốn thành chánh đẳng giác thì cái bụng chứa thiện pháp không bao giờ biết no, mà cái chân tinh tấn thì không bao giờ biết mỏi. Còn chúng ta thì sao? Cái bụng mà chứa cái lòng tham thì không bao giờ biết no, mà cái chân xa đọa thì không bao giờ biết mỏi. Là vì sao? Là vì thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Bao nhiêu sách vở tôn giáo trên đời dạy người ta làm lành lánh dữ để đi về trên, nhưng mà số người mà làm lành không được bao nhiêu. Đâu có sách vở nào dạy người ta làm ác, mà số người làm ác thì cứ đầy ra đó. Cho nên là thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, đường lên trời có rồi nó mỏng ai hỏi, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Ở đường xuống địa ngục thì không có sách vở nào dạy, nhưng mà cả lũ nhắc nhở liền. Bởi vậy Nguyễn Du mới nói là ma đưa lối quỷ đưa đường, cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi. Là vậy đó. Cho nên cái bài kinh này đọc phớt trên mặt chữ không có gì hết, sâu kinh khủng, sâu chết đuối luôn, chết đuối người trên cạn mà chơi. Bài kinh rất là sâu. Có nghĩa là tùy thuộc vào cái nhân duyên, cái tốt duyên, cái cơ tánh, cái vốn liếng, cái hành trang mà chúng ta có được, thì chúng ta sẽ thu hoạch được gì từ những thứ chúng ta bắt gặp trên đường. Để kịp không? Cái đó quan trọng lắm. Có người họ đi ra ruộng họ thấy cỏ dại hết, nhưng có người họ đi ra ruộng họ thấy cái gì? Họ thấy cỏ mực, họ thấy rau ngổ, họ thấy cải trời, toàn là mấy thứ luộc chấm ngon tuyệt vời. Nhưng mà cái thứ tào lao đó là nó ra ruộng nó gặp toàn là cỏ dại không thôi. Có một thời người Nhật họ qua Việt Nam,
mà rất là người Việt Nam ấy, chết trên đống thuốc, cái việc có nghe cái câu đó không? Yeah. Mình đụng đâu cũng thuốc hết, mà cái quan trọng là chúng ta có biết gì về thuốc và chúng ta có nhu cầu hay không. Khi chúng ta không biết và không có nhu cầu thì chúng ta có sống ở trên cái đống mà tục địa xương thân xuyên phung trần bì hoài sơn tổ trọng nhân sâm, chúng ta cũng chết thì chúng ta không biết đó là cái gì. Yeah. Trong khi đó nếu mà chúng ta có nhu cầu và có hiểu biết thì tiệm thuốc xa cách mấy chúng ta cũng mò tới, đúng không? Còn nếu đã dốt và không có cái không có nhu cầu thì có sanh ra trong định thuốc bắc thì vẫn lấy thuốc bắc để mà nhóm lửa thôi, chứ không lấy nó làm cái gì nào về chỗ đó. Cho nên đối với Phật pháp tùy thuộc vào cái chuyện chúng ta gieo trồng cái chủng tử gì, thì khi gặp được chư Phật thì khỏi nói rồi, mà nếu không gặp chư Phật sanh ra đời gặp hoàn cảnh nào mình cũng có thể tự mình đi không cần thầy. Bồ Tát rất là nhiều kiếp sanh ra nó đâu có gặp chánh pháp, nhưng mà sanh ra gặp đám ma là ngài đi tu được rồi, có kiếp gặp đám cưới là nó đi tu được rồi, có cưới có bữa thấy nó dắt đi bụi chuối rồi nó muốn đi tu rồi, có hiểu không? Nó chán á. Ừ. Còn mình cái ba là mặt mình yếu quá, ấy nó chết nó lăn đùn ra chứ mình cũng ráng nghĩ còn lâu lắm mới tới mình. Tôi tụng kinh tôi biết mà, tôi tụng kinh tôi thấy nó nằm lẫn ngắt lẫn lè, tôi nghĩ xui như tôi và còn tại hai đứa bằng tuổi mà đi, nó đi trước đi ngủ sớm. Thật ra đó là mình dễ vui, chứ thật ra nếu mà mình có cái huệ căn á, tinh tấn á, cứ thấy người ta khóc đủ để mình tu rồi, thấy vợ chồng nó gây nhau mình cũng đã muốn tu rồi, thấy một cái lá vàng rơi, thấy một cái giọt nước đọng bên thềm, một cái chút nắng chiều, một chút sương sớm đủ tu rồi. Vì sao? Vì mình có vốn liếng, vì mình có hành trang. Trên đời này vườn táo thiếu gì, táo rụng thiếu gì, nhưng có được bao nhiêu niêu tình, hiểu không? Có hiểu không? Rồi cái thứ mà ngâm bòn thiếu gì, nhưng có được, trên đời ngâm bòn đó, chỉ có được một axiomet thôi. Yeah. Chỉ có được một người thôi. Thấy đám ma đám cưới thiếu gì mà chỉ được một tất đạt thôi. Tại vì sao vậy? Vì vốn liếng của người ta, khi người ta có bạc tỷ trong tay, người ta nhìn một miếng đất, người ta biết ngay đất là đất vàng, hiểu không? Còn cái thứ buông gánh băng bừng, nó nhìn đất vàng nó không có quan tâm là vì sao? Là vì nó nghèo quá, nó không có niềm tin, không có niềm tin. Và nó khi mà nó không có nhu cầu thì nó cũng chẳng tìm hiểu là cái gì. Mà khi mình có bạc tỷ tự nhiên mình nghĩ đến chuyện đầu tư, và có đầu tư là có tìm hiểu, có tìm hiểu là có hiểu biết, có hiểu biết là bắt đầu là mình có thể đi kiếm tiền được nha. Cho nên coi chừng vốn liếng nghèo quá, vốn liếng nghèo quá. Có một điều trùng hợp rất là lạ lùng, đó là trong thánh kinh của Cơ Đốc giáo và trong Pháp Hoa của Phật giáo Bắc truyền đều có chung một câu chuyện giống nhau, là một đứa bé nhà giàu, không biết chuyện đó không, nhưng mà nó quên, nó không biết thân phận của nó là giàu, cho nên nó đã một đời đi ăn mày. Câu chuyện đó ở cả kinh Pháp Hoa của Bắc truyền lẫn thánh kinh của Cơ Đốc có hết, cả chúa lẫn chùa đều có bài kinh rất chua đó. Chúc các vị một buổi chiều thật vui, đừng ham nghe đủ hai tiếng, ăn nhiều bội thật, nếu bao tử yếu cộng răng giả, nghe ít mà ngon, nhớ dai mà bổ dưỡng vẫn tốt hơn.